Đây là chuỗi bài tập yoga để đặc trị các tình trạng về đau cổ vai gáy cho những ai bị thoái hóa cổ, bị tê bì toàn bộ cánh tay, bị đau cầu khớp vai của chúng ta. Do vậy thì các chú, các anh và các bạn hãy lưu bài tập này lại và chúng ta thực hiện thường xuyên tại nhà hàng ngày nhé. Vì đây chính là các động tác mà Kim Ba đã áp dụng vào các lớp học yoga trị liệu để giúp cho rất nhiều các học viên của mình cải thiện tình trạng đau cổ vai gáy trong thời gian vừa qua. Và để tiện xưng hô thì Kim Ba xin phép được xưng bạn khi trò chuyện trong video này, được không ạ? Và trước khi bắt đầu bài tập này thì các bạn hãy nhớ, hãy tăng cường hơn để tăng hiệu quả hơn, thì chúng ta sẽ xoa một chút dầu xoa bóp vào vị trí cầu vai, bó vai chúng ta. Có thể xoa, chúng ta bóp nhẹ một chút để nó thẩm thấu, nó tăng nhiệt lên. Với Kim Ba thì đang hướng dẫn cho các học viên là sử dụng dưỡng khớp của Hataki. Nếu mà chúng ta chưa có, chúng ta có thể đặt mua tại website là www.hataki.com nhé. Sau đó chúng ta xịt vào tay, chúng ta xoa trước khi luyện tập, được không ạ? Và ngay bây giờ hãy cùng Kim Ba trải nghiệm bài tập yoga để đánh bay đi tình trạng đau cổ vai gáy chúng ta. Rồi, hãy ngồi khoanh hai chân của mình lại. Ngồi khoanh hai chân, hai tay đặt lên đầu gối, thả lỏng hai vai. Chúng ta bắt đầu hít vào bằng mũi, đẩy căng lồng ngực về phía trước, mím chặt môi, đẩy căng da cổ lên trên. Thở ra, cúi đầu xuống, cuộn tròn người lại, gù lưng lại. Lặp lại, hít vào, đẩy lồng ngực về trước, hơi khép kiểu tay lại, đẩy căng da cổ lên trên. Thở ra, cúi đầu xuống, cuộn tròn người lại, gù lưng lại. Tiếp tục, hít vào, đẩy căng lồng ngực về trước, đẩy căng da cổ lên trên. Thở ra, cúi đầu xuống, cuộn tròn người lại. Tiếp tục nào, hít vào, đẩy căng lồng ngực về trước, đẩy căng da cổ lên trên. Thở ra, cúi đầu xuống, cuộn tròn người lại. Thêm một lần nữa, hít vào, đẩy lồng ngực về trước, đẩy căng da cổ lên trên. Thở ra, cúi đầu xuống, cuộn tròn người lại. Từ từ hàng lưng lên, hàng lưng lên. Hít vào, hai tay đan trước mặt, tay đan trước mặt. Thở, từ từ vươn, lật ngửa lòng bàn tay lên trên. Giữ nguyên ở đây và hít thở chậm bằng mũi. Hít thở chậm bằng mũi. Hãy tập trung suy nghĩ vào hai phần bắp tay, khớp vai của chúng ta. Mỗi lần thở ra, cảm giác thả lỏng bắp tay ra, thả lỏng vùng cổ, thả lỏng mềm cơ cổ. Hít thở đều. Lưu ý đừng duỗi căng quá và ép chặt bắp tay vào mang tai như thế này. Khi duỗi căng quá mức, nó sẽ làm gồng bó cơ, không tốt cho tình trạng đau vai gáy. Hãy thả lỏng mềm. Hít thở đều. Nếu tê tay, chúng ta vẫn giữ nhé. Tiếp tục vươn cánh tay về phía sau, nâng cằm lên một chút. Hít sâu một hơi bằng mũi, thở ra hạ tay xuống. Nếu ai cảm thấy tê tay thì đấy là tình trạng đau cổ vai gáy thôi. Chúng ta tập nhiều sẽ cảm thấy cái trạng thái đấy nó sẽ bớt dần đi. Hai tay đặt lên đầu gối, thả lỏng hai vai. Giữ nguyên, hít vào, tất cả hít vào bằng mũi hết. Thở ra, xoay căng đầu sang bên trái, mắt nhìn vào vai bên trái, xoay căng, thả lỏng vai. Hít vào, xoay đầu lại. Thở, xoay đầu sang bên phải, xoay căng nhé, nhìn vào vai. Hít vào, xoay đầu lại, mềm vai ra. Thở, xoay đầu sang bên trái.
Hít vào, xoay đầu lại. Hờ, xoay đầu sang bên phải. Hít vào, xoay đầu lại. Hở ra, xoay đầu sang bên trái. Nào, xoay căng, giữ nguyên phần thân. Xoay mỗi đầu thôi. Hít vào, xoay đầu lại. Hở, xoay đầu sang bên phải. Thêm hai vòng nữa. Hít vào, xoay đầu lại. Hở ra, xoay đầu sang bên trái. Hít vào, xoay đầu lại. Hở, xoay đầu sang bên phải. Hít vào, xoay đầu lại một vòng nữa. Hở ra, xoay đầu sang bên trái. Hít vào, xoay đầu lại. Hở, xoay sang bên phải. Từ từ xoay đầu lại. Hít vào, hai tay lại đan trước mặt. Hở, vươn lật ngửa lòng bàn tay lên trên, vươn cánh tay về sau đầu, nâng cằm lên một chút, thả lỏng bắp vai nhé. Hít vào, chùm tay giữ nguyên vị trí nào. Hai tay đan lại sau lưng. Hở, đẩy căng lồng ngực về trước, nắm chặt tay lại. Hít vào, buông tay, hai tay vươn lên, bàn tay phải giữ khuỷu tay bên trái. Thở ra, đẩy ngực lên, kéo khuỷu tay vào sau đầu. Hít vào, buông tay, tay trái giữ khuỷu tay bên phải. Thở ra, đẩy ngực lên nào. Lặp lại. Hít vào, hai tay đan trước mặt. Hở, vươn lật ngửa lòng bàn tay lên. Hít vào, chùm tay, hai tay đan lại sau lưng. Thở ra, để căng ngực về trước, nắm chặt tay lại. Hít vào, buông tay, hai tay vươn lên. Bàn tay phải giữ khuỷu tay bên trái. Thả đẩy ngược lên. Thở ra, kéo khuỷu tay sau đầu. Hít vào, đổi tay, tay trái giữ khuỷu tay bên phải. Thở ra. Một lần nữa. Hít vào, hai tay đan trước mặt. Rất dễ chịu đúng không ạ? Thở, vươn lên, lật ngửa lòng bàn tay. Vươn cánh tay về sau đầu. Hít vào, hạ tay xuống, hai tay đan lại sau lưng. Thở ra, nắm chặt tay lại, đẩy căng ngực về trước. Hít vào, buông tay, hai tay vươn lên. Bàn tay phải giữ khuỷu tay bên trái. Thở ra. Từ bên. Hít vào, tay trái giữ khuỷu tay bên phải. Hở ra, kéo tay sau đầu. Và từ từ hạ tay xuống. Sẽ có một số người cảm thấy tê tay thì không sao cả nhá. Chúng ta lập nhiều sẽ quen. Rồi, hít vào, hai tay ra ngang hàng lưng. Tay phải vươn thật ra nghiêng sang bên trái. Phần mông vẫn chạm thảm, chùm khuỷu tay trái xuống. Kéo giãn phần thân bên phải. Hít vào, nâng lên, tay trái vươn, tay phải hạ xuống. Đẩy ngược về trước. Hở, nghiêng bên phải, xoay đầu nhìn lên trên. Hít vào, nâng lên, đổi bên nào. Tay phải vươn, tay trái hạ xuống. Hở, nghiêng bên trái. Nào, mông vẫn chạm sàn. Hít vào, nâng lên, tay trái đầu vươn lên, tay trái vươn lên. Hở, nghiêng bên phải.
thêm một vòng nữa nhé. Hít vào, nâng lên, tay phải vươn, hở nghiêng bên trái. Hít vào, nâng lên, hào tay trái vươn lên, ra nghiêng bên phải. Từ từ nâng lên, hạ tay xuống. Rồi hai chân chúng ta chạm, bàn chân chạm vào nhau từ đấy góc cố định. Cái gót chân có thể cách xa khớp háng tầm khoảng một nửa gang tay. Hít vào, hai tay đan, giữ lấy các ngón chân, nghiêng nghiêng mông cho lưng thẳng, là lưng thẳng lên. Thở ra, vươn dài người về trước, dướn cằm ra xa, gập người xuống. Giữ nguyên ở đây và hít thở đều bằng mũi. Hãy giữ cho cái mang tai và cái cầu khớp vai chúng ta nó cách xa nhau ra, thì đốt sống cổ đang được duỗi dài. Cảm giác căng ở vùng khớp háng. Hít thở đều bằng mũi. Ai làm tốt hơn chúng ta sẽ gập sâu nhiều hơn. Hít sâu một hơi, từ từ nâng lên, thở ra. Hở chân trái ra ngang, chân phải co lại. Tác vừa rồi nếu gối chúng ta bị bênh chéo lên nhiều quá thì đó có thể là một dấu hiệu liên quan đến đốt sống lưng chúng ta bị suy yếu. Thì các bạn hãy tập thêm các bài tập yoga mà dành cho phần lưng mà Kiba thiết kế, các bài tập yoga thậm chí dành riêng cho nam giới nhé. Rồi, bàn chân trái dừng lên, hít vào, hai tay vươn lên, tay trái giữ khuỷu tay bên phải, đẩy ngược lên, thở ra đã. Giữ nguyên như vậy, hít vào này, thở ra nghiêng sang bên trái, xoay đầu nhìn lên trên. Giữ nguyên ở đây và hít thở đều. Có thể cảm giác sẽ hơi khó chịu một chút, chúng ta hãy cố gắng nhé. Tập trung vào hơi thở, hít thở đều bằng mũi. Đẩy ngực về trước, đưa khuỷu tay về sau, xoay nhìn lên trên. Rồi từ từ nâng lên, hạ xuống. Lúc thoát động tác rất dễ chịu luôn. Rồi chân trái co, chân phải sang ngang. Chỉnh lưng thẳng đã. Hít vào, hai tay vươn, bàn tay phải giữ khuỷu tay bên trái. Thở ra đẩy ngực lên. Giữ nguyên, hít vào, thở ra nghiêng bên phải. Giữ nguyên ở đây và hít thở đều. Hít thở đều. Cảm giác căng giãn toàn bộ vùng eo bên trái và cả phần khươn kheo ở dưới chân bên phải. Rồi hít đầy một hơi, nâng người lên, thở ra hạ tay xuống. Bây giờ chúng ta xoay người sang bên trái, hai tay chống xuống thảm, cánh tay và đùi vuông góc với sàn, bàn chân dựng lên, nhấc cao vai lên và giữ nguyên phần vai. Giữ nguyên, hít vào, hơi nín thở một chút, hạ võng lưng, đẩy ngực về trước, nhấc cao cổ lên, đẩy ngược về trước nhá, dướn cằm về trước, hở ra cuộn tròn người lại, gập đầu xuống. Lặp lại, hít vào, hạ võng lưng, hơi nén thở một chút, đẩy ngược về trước, cảm giác đẩy đốt sống ngực chéo về phía trước này, hở ra cuộn tròn người lại, cái cảm giác hơi căng phần thân trước ấy. Lặp lại, hít vào, nén thở, hạ võng lưng, đẩy lồng ngực về trước, nhấc cao cổ lên, thở ra cuộn tròn người lại. Rồi từ từ ngẩng lên, động tác này sẽ cần cố gắng một chút nhé. Hãy xoay ngón tay hướng vào nhau,
Hai cổ tay chúng ta rộng ra, sát vào hai mép thảm. Tư thế gọi con mèo, giúp giãn mở lồng ngực chúng ta. Cách thực hiện là chúng ta hơi lùi gối về sau một chút nào, cánh tay chúng ta hơi chéo chéo. Hít đầy một hơi, thở ra chúng ta đẩy khuỷu tay sang hai bên, để ý nhá. Đau vai chúng ta sẽ làm thật chậm thôi. Đó, và chúng ta hạ ngực xuống. Chú ý nhá, làm thật chậm nhá. Nào, hít vào nào. Hơi gồng bụng chút, nào từ từ hạ xuống, hạ cằm ở giữa hai tay. Thở ra. Rồi giữ nguyên ở đây, chúng ta hơi gồng tay lại để giữ. Hít thở đều. Hít thở đều. Hít thở đều. Rồi đẩy trượt cối về sau. Nằm úp xuống. Nằm úp xuống, hít thở sâu vài hơi nào. Ngay bị tê khớp vai, động tác này sẽ hơi cần cố gắng một chút. Bài tập này chúng ta sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần. Mỗi ngày có thể dành ra 30 phút buổi sáng hoặc buổi tối trước đi ngủ nhé. Thông thường tập khoảng 3 vòng bài này. Thì sang động tác vừa rồi gọi là động tác con mèo, chúng ta sẽ cảm thấy dễ dàng hơn so với tập lần đầu. Rồi chúng ta quan sát này, có thể ngẩng đầu lên quan sát. Cách thực hiện như sau: tay phải chúng ta chống bên nách đã, tay trái bây giờ chúng ta dang ngang, úp lòng bàn tay xuống. Rồi úp lòng bàn tay xuống này. Sau đó nằm xuống, rồi hít một hơi, thở ra, chúng ta xoay người sang bên phải, chúng ta nằm nghiêng bên phải. Bây giờ chúng ta sẽ đè toàn bộ lên phần vai bên trái, đúng không? Chúng ta nằm đè phần vai là co gối chân phải lại, và muốn căng nhiều hơn thì chúng ta sẽ đẩy gối về sau và hơi xoay ngửa lên, thì nó sẽ kéo căng phần cầu khớp vai của chúng ta. Nếu đầu bên đấy khuất thì mọi người có thể xem này, ngược lại này. Đó, chuẩn bị nhá. Rồi tay trái trước, tay trái trước nào, tay trái ra ngang, tay phải chống vào nách. Hít đầy một hơi, thở, nằm xoay người ngửa sang bên phải nào, qua gối chân phải lại. Rồi giữ nguyên, hít thở đều. Cảm giác bây giờ căng giãn rất nhiều vào cầu khớp vai bên trái. Nếu ai bị khi viêm khớp vai, động tác này làm chậm nhá. Nó khá là dễ chịu, nó giãn cơ. Hít thở đều nào. Hít thở đều. Rồi từ từ nằm úp xuống. Có thể một số người sẽ cảm thấy bị tê hết cả cánh tay ấy. Không sao cả nhá. Tập dần sẽ quen. Rồi đổi bên, tay phải ra ngang. Nằm xoay người sang bên trái nào. Toàn bộ phần thân chúng ta giữ thẳng nhá. Hít vào. Thở ra, co gối chân trái lại. Đẩy gối trái về sau lưng, xoay người lên. Hãy thả lỏng toàn bộ cánh tay phải ra. Thả lỏng cánh tay phải. Hít thở đều. Hít thở đều bằng mũi. Rồi từ từ nằm úp xuống nào. Nằm úp xuống. Rồi kéo tay lại, tư thế con rắn, giữ thẳng mũi chân. Ngón tay cao ngang với nách, khép khuỷu tay lại. Giữ nguyên, hít đầy một hơi. Hơi nín thở một chút, đẩy lên, hơi trùng nhẹ khuỷu tay, đẩy lồng ngực về trước, nhấc cao cổ lên. Gập đầu lại, dựng bàn chân, siết cơ bụng lại. Tư thế chữ V ngược, đẩy cao mông lên với hai bàn chân song song với nhau. Thở ra, chúng ta rút cao mông lên trên, kéo giãn cột sống, tạo thành chữ V ngược. Hít thở đều. Hít thở đều bằng mũi. Có thể cảm giác thấy đau rất nhiều ở phần chân, chúng ta có thể kiễng chân lên hoặc hơi trùng nhẹ đầu gối xuống một chút, làm sao kéo dài cột sống ra. Và từ từ hạ hai gối xuống thảm. Rồi lại ngồi khoanh hai chân lại.
khoanh hai chân lại. Với những ai tập động tác vừa rồi mà cảm thấy rất đau chân thì nhớ hãy tập thêm các bài tập về lưng. Đấy là dấu hiệu rất là lớn, có thể là phần lưng chúng ta cũng đang bị thoái hóa hoặc đau lưng, thì sẽ tập riêng bài tập về lưng nhé. Lại ngồi khoanh hai chân nào, giữ lưng thẳng, hai tay đặt lên nhau, hít vào, vươn lên vượt qua đầu, đẩy ngược lên, đưa bàn tay vào sau đầu, đẩy khuỷu tay sang hai bên, nâng cằm lên để căng khuỷu tay ra, hạ tay xuống, thở ra. Lặp lại, hít vào đặt tay lên nhau, vươn lên vượt qua đầu, đưa bàn tay vào sau đầu, đẩy khuỷu tay sang hai bên, hạ xuống, thở ra. Rất dễ chịu ở phần vai đúng không? Lặp lại, hít vào đặt tay lên nhau, vươn lên, đẩy ngược lên, đưa bàn tay vào sau đầu, đẩy căng khuỷu tay sang hai bên, hạ xuống, thở ra. 3 vòng nữa. Hít vào đặt tay lên nhau, vươn lên, đẩy ngược lên, đưa bàn tay vào sau đầu, đẩy khuỷu tay sang hai bên, nâng cằm lên, hạ xuống, thở ra. 2 vòng nữa. Hít vào, vươn lên, đưa tay sau đầu, đẩy khuỷu tay sang hai bên, hạ xuống, thở ra. Lần cuối. Hít vào đặt tay lên nhau, vươn lên, đẩy ngược lên, đưa tay sau đầu, đẩy khuỷu tay sang hai bên, hạ xuống, thở ra. Vô cùng dễ chịu luôn ạ. Rồi bây giờ tay phải chống sang bên, chống bằng ngón tay nhá. Hít vào tay trái vươn, chạm gần mang tay bên phải, thở chỉ hơi kéo nhẹ đầu sang bên trái thôi, giữ nguyên ở đây và hít thở đều, cảm giác căng giãn toàn bộ vùng cổ bên phải. Hít thở đều bằng mũi. Hãy tập trung suy nghĩ vào cầu khớp vai. Khớp vai, thả lỏng các bắp tay khớp vai bên phải ra, nó sẽ dễ chịu hơn, giãn cơ mạnh hơn mà dễ chịu hơn. Mỗi lần thở chúng ta lân xa ngón tay ra xa, tay dưới này, lân xa ra. Nào giữ thẳng lưng, đẩy ngược về trước thẳng lưng. Hít thở đều bằng mũi. Rồi hít sâu một hơi, nâng lên, hạ tay xuống, thở ra, đổi bên. Tay trái lên ra xa. Chú ý khi giữ nhé, chúng ta thả lỏng cầu khớp vai ra nhé, đừng gồng cứng cổ lại, thả lỏng tay ra, thả lỏng tay dưới ra, lân xa ngón tay trái ra xa. Hít vào tay phải vươn, giữ lưng thẳng, thẳng lưng lên, thẳng lưng, thật ra nghiêng. Hít thở đều, hơi cúi xuống, hơi ghì cằm vào trong một chút. Hít thở đều, thả lỏng cánh tay bên trái. Lân xa tay bên trái. Rồi từ từ nâng lên, hạ tay xuống, vô cùng dễ chịu đúng không ạ? Bây giờ tay phải vòng sau lưng, chạm vào eo của bên trái. Không tới không sao cả nhé, chạm sau lưng cũng được. Nào chỉnh lưng thẳng lên, hít vào tay trái vươn thẳng lên đầu, rồi đưa nó sang ngang, rồi ngửa lòng bàn tay ra, ngửa lòng bàn tay ra, đưa cánh tay về phía sau, thở ra xoay căng đầu sang bên phải, mắt nhìn vào vai bên phải, giữ nguyên ở đây và hít thở đều.
Mỗi lần thở hãy đưa sâu cánh tay trái về phía sau lưng và xoay căng đầu sang bên phải. Ai bị tê tay sẽ cảm thấy rất rõ, tê toàn bộ từ bàn tay đến vùng cổ. Nào xoay căng, rồi xoay đầu lại, hạ tay xuống. Ai tê tay chưa? Thả lỏng tay chút, kéo giãn hết vần cơ tay mà. Đối bên chạm vào eo bên trái, nhầm bên phải, tay trái vòng eo bên phải. Chỉnh lưng thẳng là đẩy ngực lên, hít vào tay phải vươn, tay phải ra ngang, ngửa lòng bàn tay ra, ngửa lòng bàn tay ra. Thở ra xoay căng đầu sang bên trái. Hít thở đều. Hít thở đều. Mỗi lần thở xoay căng thêm một chút. Rồi từ từ xoay người lại, hạ tay xuống, thả lỏng tay chút, lắc 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 nhẹ tay một chút. Rồi. Hai tay chúng ta lại đặt lên đầu gối, giữ lưng thẳng, hít vào mở căng lồng ngực về trước, mím chặt môi để căng da cổ lên trên. Xuống động tác đầu giờ đấy. Thở ra cuộn tròn người lại, gù lưng lại. Lặp lại, hít vào mở căng lồng ngực để căng da cổ lên trên. Thở ra, cúi đầu xuống, cuộn tròn người lại. Một lần nữa, hít vào để căng lồng ngực về trước để căng da cổ lên trên. Thở ra, cúi đầu xuống, cuộn tròn người lại. Hít vào lưng thẳng, hai tay đan trước mặt. Thở ra vươn lật ngửa lòng bàn tay, vươn cánh tay về sau. Hít vào hạ tay xuống, hai tay đan lại sau lưng. Đan lại sau lưng, thở ra nắm chặt tay để căng tay ra xa khỏi lưng. Hít vào buông tay, hai chân ra ngang, tay phải vươn, thật ra nghiêng sang bên trái, trùng khuỷu tay trái xuống, hai mông vẫn chạm sàn, nghiêng căng. Hít vào nâng lên, tay trái vươn lên, đẩy ngược lên, hờ nghiêng sang bên phải. Hít vào nâng lên, hai tay vươn, cánh tay song song. Thật ra hai tay chắp lại, kéo ngón tay về giữa trán, sau đó kéo về phía tim. Cúi đầu xuống, ngẩng đầu lên và nở một nụ cười thật tươi. Thật là tuyệt vời, các bạn vừa hoàn thành bài tập ngày hôm nay để khắc phục tình trạng bị đau cổ vai gáy, bị tê phần khớp vai của chúng ta. Vậy thì bài tập này chúng ta nên thực hiện thường xuyên hàng ngày để tăng hiệu quả một cách tốt hơn. Và như thường lệ, mỗi học viên khi mà luyện tập cùng với Kim Ba, kể cả qua các nền tảng online, thì sau khi luyện tập để biết rằng cái bài tập của mình đã phù hợp chưa, đã có mọi người luyện tập chưa, để Kim Ba tiếp tục xây dựng thật nhiều các bài tập khác nữa, thì các bạn hãy comment xuống bên dưới được không ạ? Chúng ta tập luyện không tương tác với nhau thì Kim Ba không biết rằng bài tập này đã có hữu ích chưa. Vậy thì hãy comment theo cấu trúc sau. Một, đó là thành phố mọi người đang sinh sống. Mọi người ở thành phố nào? Nếu ở các nước khác nhau thì hãy comment cái thành phố trong cái quốc gia đấy được không ạ? Cái thứ hai là ngày chúng ta hoàn thành bài tập này là ngày bao nhiêu? Và thứ ba là cái cảm nhận của mọi người sau khi luyện tập bài tập này, thấy dễ chịu, thấy thoải mái, thấy thư giãn hoặc thấy cải thiện sau số lần tập như thế nào? Hãy comment bên dưới, hoặc có khó khăn nào cần hỗ trợ thì hãy comment thêm ở bên dưới để Kim Ba biết được không ạ? Hãy comment theo cấu trúc vừa rồi. Và đừng quên rằng để tăng hiệu quả tốt hơn thì trước khi tập chúng ta hãy xoa bóp thêm cái
dầu xoa bóp nhá, chúng ta day đều vào các cấu khớp vai, đặc biệt ai bị viêm khớp vai, chúng ta xoa đều phần nóng khớp vai, chúng ta hơi xoa bóp một chút, chúng ta day một chút, nó làm nóng đẩy nhiệt lên. Còn nếu ai chưa có thì đăng ký đặt đó là Hataki, sản phẩm mà Kimba rất là ưng ý. Hatha là viết tắt của Hatha Yoga, Ki là nghĩa là Kimba, một sản phẩm mà Kimba hỗ trợ rất nhiều cho các học viên về đau cơ xương khớp. Thì các bạn có thể đặt mua tại website đó là www.hataki.com nhé. Trong vài ngày các bạn sẽ chuyển tới. Và khi bạn nghĩ rằng thì sẽ làm thêm một bài tập, đó là bài tập yoga để khắc phục tình trạng bị đau lưng. Vì nhiều bạn cũng hay rất hay bị đau lưng, bị thoái hóa lưng, bị thoát vị đĩa đệm đúng không ạ? Vậy thì chúng ta có thể xem ở thêm hoặc là gõ từ khóa là yoga nam giới đau lưng nặng Kimba là sẽ ra cái bài tập đấy. Và hẹn lại mọi người trong những video bài tập tiếp theo. Xin chào.